Xin chào người đã quay trở lại kênh của mình nha. Tiếp tục tự game sinh tồn ở châu Âu đây mọi người. Đây. Thì hôm nay mình lại làm gì ta? Làm gì ta? Làm gì ta? Làm gì đây? Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ ha. Ai đù bữa giờ không vô. Mấy đồ đạc quá trời nè. Ao. Trong tập trước thì mình đã thu phục được một người dân làng ha. Nhưng mà mình không hình như chưa xây nhà cho nó. Đây. Ui à, chỉ xây được ba cái nhà thôi, ba nhà cho người dân thôi, giờ phải nâng cấp. Ok, giờ mình sẽ nâng cấp lên đủ giờ ấy đủ tiền luôn. Thiếu gỗ, thiếu gỗ, thiếu gỗ anh em ơi. Mà trước tiên mình bán đồ ấy. Quá trời đồ luôn. Đây đây, bán này miếng, kiếm miếng đồ coi. Ok, mình mới bán một vài món, với lại mới xem quảng cáo tặng được thêm 50 vàng nữa anh em. Ngon ngon ngon, có tiền rồi. Đây, giờ mình sẽ đi thu hoạch mấy món này để nâng cấp. Đây đây qua. Wow. Ơi thiếu gỗ, hồi nãy quên thiếu thiếu gỗ miếng. Đây gỗ miếng đây. Mình sẽ nâng cấp cái nhà dân này lên để cho thằng niên kia vô ở. Thì thằng đó nó vô ở thì nó mới bắt đầu nó mới phục vụ cho mình ha. Làng cấp 3 có nhiều thông tin hơn, lên làng. Ui. Ui, ui 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 là phải nâng cấp. Ôi phải nâng cấp nhà chính anh em ơi. Phải nâng cấp cái nhà chính này nè. Thôi trước tiên thì mình xây đi. Chưa xây cái lò gốm nè. Ok. Sẽ xây cái lò gốm cái. Thằng máy này chưa xây lò gốm. Đây, sẽ xây ngay đây luôn. Ok. Là ui má ơi, phải thêm mấy cục đá nữa. Đây. Ui. Hết đá rồi, hết đá rồi, hết đá rồi. Ok, hết đá mọi người. Đây bán cái này nữa này. Đây đây đây. Có đủ rồi, đủ rồi, đâu 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 đâu. Đợi tí mình đang kiếm tiền em ơi. Bắp nhầm rồi. Này. Gỗ miếng đây đây đây, chu cha thùng đầy luôn em, thùng đầy luôn. Ok, và ấy cái gỗ miếng cái đây, gỗ này này, giao việc đấy, hành nữa, xuống thu hoạch hành. Ấy nhầm 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 đây, đây là cái hành nha anh em trồng. Ok, giờ mình sẽ kiếm tiền nâng cấp cái nhà chính lên luôn. Nhà chính cần 300 vàng, 300 vàng em à. Đây thì mình sẽ bán cái này xong mình có tiền nâng mình nâng cấp nhà chính lên. Thì trước tiên thì mình sẽ xây cái lò gốm. Lò gốm thì vẫn thiếu thiếu đá. Ok thì bây giờ mình đi tìm đá nha mọi người. Đây, tìm đá để chế tạo cái đá để xây cái lò gốm à. Wow, càng 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 tin tin tin. Đá đâu, đá đâu, đá đâu rồi. Ui 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 à, cái nhiệm vụ cô gái tâm thần nè. Wow, tiền quá trời luôn. Wow, cái cây để ra tiền đủ tiền nâng cấp nhà chính luôn em ơi. Giờ đi tìm đá cái. Đá đâu rồi? Ui. Khó khăn thế, đá mà khó. Chào, qua đây có kẻ địch nha anh em, coi chờ kẻ địch bao vây. Đây. Đây. Đá hơi ít nha bạn. Đây đây đây. Như vậy, đủ 15 cầu bài, 15 cầu bài đủ đâu à. Dạ. Đây. Mình sẽ đi lữ hành cho tốc biến về cho nhanh nha. Đó. Ok đây. Ui, không đủ em ơi.
Ôi chùi gà thiếu anh em, vẫn thiếu Sida hộp gà thì chứ. Đây 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 đây. Ok mọi người ơi, mình mới đi lấy đá về này. À, lấy đá về, lấy gà về là đủ rồi. Đó. Ok, mình sẽ tự làm luôn. Đấy. Hết năng lượng á, mình sẽ chơi cái này cái nha anh em, để kiếm lại năng lượng. Sắp hết năng lượng rồi. Ok mọi người ơi, mình mới nhận được 100 mấy năng lượng luôn. Ok, trước tiên qua xây cái này trước à. Ui, thiếu vẫn thiếu gỗ. Chưa. Gỗ mình để trong đây nè. Ôm để ở đây rất là nhiều. Ok. Sẽ xây cái lò này xong. Rồi mình sẽ nâng cấp. Mình sẽ nâng cấp nhà cái làng của mình lên cấp 3 nha. Ui, đó giờ mới cấp 2 thôi ha. Đù. Đây thì nó sẽ chế tạo lên cái lò xịn hơn ha. Ghê. Đây. Rất là tốn thời gian luôn. Mình sẽ bán luôn cái này nha. Để là kiếm tiền. Rồi. Sẵn đây mình sẽ nâng cấp nhà chính mình lên luôn. Ui. Thiếu đá anh em ơi. Ui sao mà nó đá còn dữ vậy ha. Chu chà. Ui ui. Phải đi lấy đá nữa rồi anh em ơi. Ok mọi người, mới đi lấy đá tiếp về rồi. Rồi. Suốt ngày thiếu đá không à. Không hiểu nói. Rồi ok. Mình sẽ tự động chế tạo luôn nha. Giao việc cho mấy dân làm lâu quá. Ok, đủ 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 chưa, đủ chưa, và nâng cấp nhà lên thôi đó, xây dựng rồi, nâng cấp đập đập đá. Ui ui dồi ui, ngon ngon. Ui có thêm cái kho này em ơi. Đúng rồi, có thêm cái kho để tôi đựng đồ chứ, dạo này chật quá anh em ơi, đựng đồ không có hết. Rồi kho đâu rồi? À, để nâng cấp cái kho thôi chứ không phải là thêm cái kho này mà. Lưu không phải. Này, anh em có thể nâng cấp cái kho này lên. Đây, đúng rồi. Ok, có nâng cấp làng lên 3 rồi. Giờ qua mình sẽ nâng cấp cái nhà dân lên để có thể sử dụng được cái thằng kia ha. Chu cha, nhưng mà lại thiếu lại đá nữa. Wow, thiếu đá dữ vậy. Thôi, trước mắt mình sẽ đi coi có cái nhiệm vụ gì không mà đi làm đi. À, coi có nhiệm vụ nào không. Sẽ đi dạo một vòng thử ha. Sẽ đi làm cái nhiệm vụ cái đền thờ gì đây nè. Đền thờ gì đây lâu lắm rồi chưa chưa làm. Sẽ đi sẵn đây mình sẽ đi tìm đá thêm luôn. Wow, thung lũng phía tây địch đang tuần tra. Cẩn thận nha này. Ui 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 ui. Rồi chuẩn bị đánh lộn rồi. Ui, ngon. Đánh với tụi này cũng có rất là nhiều tiền nha mà. Đó. Ai lão. Vũ khí của mình là cấp 5 luôn nên đánh rất là đã. Wow, quả ốc chó. Quả ốc chó làm gì vậy? Để tăng năng lượng. Tưởng cái nhiệm vụ gì mới ấy chứ. Đây đá đây. Wow. Wow. Qua đây nè, đây nè các mọi người. Nhiệm vụ này nè. Đó. Ui, đủ luôn à, đủ đồ để chết, chế tác luôn nè. Chế tác luôn. Đó, để xong qua đây nè. Chà, nhiệm vụ này phải tốn 50 vàng luôn em. Thôi 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 thôi. Rồi. Đấy cứ để đó đi. Tốn 50 vàng lận. Và ốc chó mình sẽ ăn luôn. Ôi, đủ đủ rồi. Tốn 50 vàng lận mà giờ vàng đâu ấy. Nên mình sẽ đi làm nhiệm vụ khác nha. Nhiệm vụ này căng quá. Sẽ đi dạo mình tìm mà coi thử có thằng nào không. Giết. Ôi. Đang full năng lượng rồi. Nên nó không cho mình ăn. Đá mình khai thác hết luôn em ơi. Ảo thiệt chứ. Ai mình sẽ qua bên khu này. Cái nhiệm vụ của cái chữa thương cho thằng kia chưa làm nữa. Đây, cái nhiệm vụ chữa thương, chữa bệnh cho thằng này. Ê, wow, đánh lộn tiếp. Wow. Ui, đánh càng nhiều càng lên level với lại được. Ơi chù.
lại được này, cái này giáo không cần, lại có rất nhiều tiền ha. À, nên mình rất là thích đánh lộn. Cái thuốc này này, chế tạo thuốc, còn một cái lò đó với lại 10 giọt nước với cái bông hoa này. Chú ra thiếu một bông hoa. Đồ này như mình cũng có đủ rồi. Đây là mọi người đã dẹp mấy cục này nè. Ui, thiếu 4 miếng gỗ, ngon ngon ngon. Mình sẽ dọn dẹp đó luôn. Trước mắt thì mình sẽ xuống trồng lại cái bông hoa hoa dược à. Này hoa chữa bệnh nè. Đấy. Tắt 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 qua tắt đồ, qua tắt đồ em ơi. Có món đồ cần tắt. Đâu rồi? Đây máy tắt đồ đây nè. Đấy, tháo rồi. Đấy, khi mình tháo đồ mình được đá với gỗ anh em. Ok mọi người ơi, mình sẽ xuống phá cái chỗ tảng đá khổng lồ này nha. Đây này này này. Ok, số sổ. Ui, phá rất là tốt nhiên liệu, không biết đập xong có thu hoạch lại được cái gì không đây. Chui. Ui, xịt. Phá không mà không có gì hết luôn em. Ôi, phá còn chết luôn mà cuối cùng không được gì hết. Ôi ôi, kỳ cục. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ chế tạo lên cái đá này nữa. À, để mình nâng cấp cái nhà dân ha, để cho có chỗ cho thanh niên dân kia. À, ok. À, ui, thiếu gỗ với lại da nữa. Tốn thế. Tốn quá anh em ơi, đài thiếu da này nè. À, không biết đủ không đây, 8 miếng gỗ đủ không ta? 10 miếng, ui thiếu một miếng anh em ơi. Chu cho hết gỗ luôn, ui ui ui. Chặt gỗ thêm rồi. Đây đây, hên quá. Ngay đây có gỗ để chặt. Ok. Ui, lên level luôn, ngon ngon. Ngon ngon. Level. Đây, chế tạo. Ok thì mình sẽ xong, mình sẽ nâng cấp nhà cho thằng niên kia ở chỗ nãy giờ nó từ đầu game tới giờ nó cứ ngầu đây không tội nghiệp nè. Không có nhà ở, giờ mình sẽ xây cho nhà nó ở ha. Ui địt 20 miếng lận. What the fuck? 20 miếng lận em ơi, mà mình mới có 11 miếng à. Đây, ok lỡ mình sẽ chặt hết cái mấy cây gỗ đây ha. Đấy, cái gì mà nghiêng cây luôn, có cục gỗ trời. Đấy, hai ba cục giấy đi chứ. Rồi. Ok, em sẽ tự chế tạo luôn. Rồi, ok, đủ rồi đó. Không đủ nữa mà lạ. Ok. Ok thì mình sẽ kết thúc video này tại đây luôn ha. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ đón xem tập tiếp theo nhé mọi người. Đây đó, mới xây xong nó vô ở liền. Nó mặc áo màu trắng vô là thành dân của mình. Đấy, giờ mình có thể xài nó bất cứ làm cái gì mình thích. Đây. Ôi đây có gỗ mà nãy không kêu. Đây. Rồi, đi đặt thịt nữa đi. Da nữa đi. Ok, bye bye mọi người nha.